Vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Nội dung diễn tập với cơ chế điều hành tại trụ sở văn phòng cơ quan Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực thành phố Quảng Ngãi và diễn tập thực tế tại Điện lực Sơn Tịnh. Tình huống diễn tập được đặt ra là bão số 5 đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi từ 1 giờ đến 5 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2021, ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Tư Nghĩa đến Sơn Tịnh. Toàn bộ khu vực Mộ Đức, thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành có gió giật mạnh kèm theo mưa lớn dẫn đến sự cố đường dây 110 kV, 22 kV và 0,4 kV, làm mất điện các phụ tải quan trọng trên địa bàn và các khu công nghiệp V-Ship, Tịnh Phong, Dung Quốc. Đường dây 110 kV xuất tuyến 172 Bình Nguyên, xuất tuyến 176 Quảng Ngãi bị sự cố gây mất điện trạm 110 kV Tịnh Phong. Đường dây 35 kV từ trạm 110 kV Tịnh Phong đến trạm 35 kV Trà Bồng bị sự cố mất điện. Lưới điện 22 kV khu vực Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Trà Bồng mất điện hoàn toàn. Nghĩa Hành, Bình Sơn ảnh hưởng nhẹ, mất điện một phần. Với diễn tập cơ chế điều hành về tình hình thiệt hại, phương án khôi phục và phân công giao nhiệm vụ trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại trụ sở văn phòng công ty, đại diện lãnh đạo công ty, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công các đồng chí trong Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo và điều hành các tình huống khẩn cấp khi nhận thông tin của các đơn vị báo cáo, chỉ đạo phòng kế hoạch vật tư và các đơn vị điều động nhân lực, vật tư, phương tiện để hỗ trợ đơn vị bị thiên tai khắc phục nhanh nhất hậu quả. Tại văn phòng Điện lực thành phố Quảng Ngãi, diễn tập cơ chế điều hành khắc phục lưới điện đường dây 22 kV xuất tuyến 471, 473, 110 kV Quảng Ngãi để cấp điện cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi và khôi phục đường dây 110 kV xuất tuyến 172 Bình Nguyên, xuất tuyến 176 Quảng Ngãi. Công tác phân công nhiệm vụ, thống kê thiệt hại, lên khối lượng vật tư, phương tiện và huy động lực lượng tham gia, phân công nhóm công tác khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng và kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Sau diễn tập cơ chế điều hành, tất cả các đơn vị đều tập trung về hiện trường khoảng cột 29-30, xuất tuyến 470-110 kV Tịnh Phong để triển khai buổi diễn tập dựng cột thép do Điện lực Sơn Tịnh và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi thực hiện với sự giám sát của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty và các đơn vị tham gia. Sau buổi diễn tập, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, nhận xét, ưu khuyết điểm cũng như lắng nghe ý kiến đánh giá của các đơn vị trực thuộc và Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi. Với kinh nghiệm từ cơn bão thực tế số 9 năm 2020, buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình diễn tập công tác, khôi phục hệ thống điện hoạt động trở lại trong thời gian nhanh nhất. Mục đích của buổi diễn tập là giúp các đơn vị củng cố kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp, đánh giá và lựa chọn phương án tốt nhất để khắc phục nhanh hậu quả, sự cố khi thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, kịp thời khôi phục phụ tải cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng.